Chỉ từ 33 đến 35 triệu đồng các bạn sẽ có ngay một mẫu xe Honda Future 125 FI các bạn nha, tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh luôn. Cụ thể ngày hôm nay mình muốn báo giá gửi đến các bạn ấy tại xe máy nhập khẩu Tân Tạo với địa chỉ tỉnh lộ 10 phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để các bạn có thể tham khảo một cách chi tiết các bạn nha. Sau đây để các bạn có thể biết rõ hơn về mẫu xe này, mình sẽ review cụ thể, mời các bạn cùng theo dõi trên màn hình. Xin chào tất cả các bạn nha, các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Honda Future phiên bản 125 FI, một phiên bản với màu sắc xanh đen cực kỳ đẹp và cuốn hút, trang bị cho nó hệ thống phanh đĩa vành đúc các bạn nha. Mình quay cận cảnh trực tiếp mẫu xe này tại xe máy nhập khẩu Tân Tạo với địa chỉ cụ thể là hẻm 1164, đường tỉnh 825, tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Rất nhiều bạn để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình ấy, nói rằng mẫu xe Future này tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh đang bán với mức giá bán rất là cao. Tuy nhiên thì mình có tham khảo trực tiếp tại xe máy nhập khẩu Tân Tạo thì thấy rằng mức giá bán là ok và chấp nhận được các bạn nha. Trong cái thời điểm từ ngày mùng 10 tháng 6 đến giờ, 5 ngày rồi, thì khách hàng đến và lựa chọn mẫu xe Future này rất nhiều luôn. Nên thông qua video ngày hôm nay mình sẽ quay cận cảnh trực tiếp để các bạn có thể nhìn ngắm mẫu xe cũng như thông báo giá cụ thể trong thời điểm giữa tháng 6. Để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Đặc biệt là với những bạn nào cần tư vấn cụ thể, liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của bạn Trang ở trên màn hình ở đây. 0362973808 sẽ được bạn Trang tư vấn cụ thể với các bạn. Hiện tại mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình ấy là phiên bản 125cc với khối động cơ xăng làm mát bằng không khí 4 kỳ, 1 xi lanh, cho ra công suất 6,83 kW tại vòng tua máy 7.500 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại của mẫu xe là 10,2 Nm tại 5.500 vòng trên phút các bạn nha. Một mẫu xe được hưởng thiết kế rất nhiều từ những mẫu xe tay ga cao cấp đến từ nhà Honda, mà cụ thể là mẫu xe Honda SH. Thiết kế rất trau chuốt, độ hoàn thiện rất cao trên mẫu xe. Hệ thống phanh đĩa vành đúc các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Về tổng thể thiết kế trên hai phiên bản phanh đĩa vành nan hoa và phanh đĩa vành đúc ấy là tương tự giống nhau, chỉ khác ở vị trí vành xe mà thôi các bạn nha. Hệ thống phun xăng điện tử VGMFI và hiện tại mẫu xe này có mức tiêu nhiên liệu cực kỳ lý tưởng. Mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nhất ở thị trường Việt Nam chúng ta, 1,54 lít trên 100 km. Chìa khóa thì 4 trong 1, bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên. Mặt đồng hồ thiết kế dạng 3D, người lái có thể dễ dàng quan sát trên mặt đồng hồ này với các thông tin thông số kỹ thuật. Và mẫu xe này cũng loại bỏ đi nút bật đèn pha rồi các bạn nha. Phiên bản màu xanh đen này các bạn hỏi mình rất nhiều và hiện tại đại lý vẫn đang còn hàng cho anh em nào quan tâm. Ngoài màu sắc xanh đen này ra thì mẫu xe này có 3 phiên bản. Phiên bản tiêu chuẩn cũng là một màu sắc xanh đen tương tự như này, nhưng trang bị hệ thống phanh đĩa, vành nan hoa. Còn phiên bản cao cấp ấy, ngoài màu sắc xanh đen các bạn đang theo dõi còn có màu trắng này và màu đỏ đen nữa các bạn nha. Phiên bản đặc biệt sẽ là hai màu sắc đen nhám và màu xanh đen dạng xanh xám nhám ấy, các bạn lưu ý cho mình như vậy. Đó là những cái màu sắc trên mẫu xe Honda Future. Hiện tại trong thời điểm này, mẫu xe Honda Future đang được bày bán tại xe máy nhập khẩu Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ấy, với mức giá bán dao động từ 33 đến 35 triệu cho hai phiên bản. Phanh đĩa vành nan hoa và phanh đĩa vành đúc các bạn nha, với các tùy chọn về phần màu sắc khác nhau. Các bạn đến đại lý nói top 5 giới thiệu hoặc bạn Trang giới thiệu với số điện thoại là 0362 973 808 sẽ được tư vấn cụ thể cũng như sẽ được giảm giá này ở phần giá bán của xe và được hỗ trợ xăng xe đi lại từ 300 đến 800 nghìn đồng cho anh em nào ở xa các bạn nha. Một màu sắc quá đẹp và quá đáng để quan tâm trong lúc này rồi. Hiện tại mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình với khối cân nặng cho phiên bản phanh đĩa vành nan ấy là 104 kg, còn phiên bản các bạn đang theo dõi là 105 kg các bạn nha, cũng rất là nhẹ thôi để các bạn có thể dễ dàng dây dắt và điều khiển. Hệ thống đèn pha cốt sử dụng bóng led 100% chia làm 3 quang, nhìn rất đẹp, tính cao cấp của nó, sang trọng của nó rất là cao luôn. Với những ai là công chức nhà nước ấy, thích một cái sự lịch lãm sang trọng và cao cấp, các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn mẫu xe số ở cái phân khúc tầm trung như thế này. Các nội dung trên xe đều được trau chuốt tỉ mỉ rồi. Ngàm phanh Nissin 1 piston, hệ thống phanh đĩa vành đúc khá là an toàn. Màu sắc xen lẫn giữa xanh và đen ấy nhìn rất là bóng bẩy và đẹp các bạn nha. Mình thấy rằng những cái màu sắc bóng ấy luôn luôn tạo ra những cảm giác đẹp hơn, phong cách hơn cho những cái mẫu xe. Với độ cao yên xe ở mức là 756mm, nó rất phù hợp với dáng người nam chúng ta. Đi cùng với đó là cái khoảng sáng gầm xe là 133mm. Logo Future được in nổi 3D trên tất cả các phiên bản, rất đẹp luôn. Các bạn có thể nhìn ngắm. Màu xanh này cũng gần như là một màu xanh xu hướng của năm 2023 rồi.
màu xanh tím giống như mẫu xe như cái chiếc điện thoại iPhone 14, các bạn lưu ý cho mình các bạn nha. 33 đến 35 triệu các bạn sẽ có ngay một mẫu xe Future, đó là mức giá bán cụ thể trong thời điểm giữa tháng 6 của năm 2023 đây. Và mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình ấy, cái tỷ số nén của nó là 9,3:1, nên mình vẫn khuyên các bạn rồi, chỉ cần đổ xăng A92 là phù hợp cho cái mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình, vừa tiết kiệm về phần chi phí và cũng sẽ là vừa tốt hơn cho phần khối động cơ của xe. Không nhất thiết các bạn phải đổ xăng A95 đâu, đổ xăng A95 thì vừa tốn tiền mà đâu đó còn là về lâu về dài ảnh hưởng đến khối động cơ của xe. Khuyến cáo là tỷ số nén ấy, của xe dưới 9,5:1 nên đổ xăng A92, còn trên 9,5:1 các bạn sẽ đổ xăng A95 các bạn nha. Mình video nào mình cũng chia sẻ rất là cụ thể để các bạn có thể có cho mình những cái thông tin trong việc quá trình sử dụng cũng như cập nhật về những cái nội dung của mẫu xe này. Đó là toàn bộ nội dung thông tin ngày hôm nay mình muốn chia sẻ trực tiếp với bạn thông qua video này về mẫu xe Honda Future phiên bản 125 Fi. Đây là vẫn là một phiên bản cũ của năm 2022, tuy nhiên năm 2023 vẫn đang sản xuất hàng các bạn nha. Rất nhiều bạn đang mong ngóng mong chờ tới phiên bản mới của năm 2023. Chúng ta cùng nhau chờ đợi chờ đón. Những thông tin của Honda đang bảo mật rất kỹ về thời gian ra mắt của mẫu xe đó. Hy vọng sẽ sớm được cho ra mắt để các bạn có cho mình những cái trải nghiệm khác nhau trên những cái mẫu xe mới này đến từ nhà Honda Việt Nam. Rồi, cái đó ra này của mình. Nếu hay các bạn nhấn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Giá Số Lốc các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.